Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Một cái luôn Kiệt ơi. Hiện tại mình đang địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 các bạn. Và đến đây là video chia sẻ cho bạn xem về bánh xèo miền Tây, bánh xèo của gia đình nhà anh. À, bánh xèo này là 35k một cái các bạn, thêm kêu thêm tính tiền thêm. À, hello bà nội nghe. Hello Kiệt bánh tiều. Hello chị hai. Chỗ mà ngon. Của cô là mấy cái? Ôi, dạ, cô 3 cái, 1 cái giá. À, với cô mày 1 cái. Chào chú Nguyệt, chào tất cả, bà cô chú đúng rồi, nha. Chú Nguyệt chào con, bà cô chú trong nhà mình nữa chào con nha. Bánh xèo đi. Con già con nhét mấy cái tờ tiền lớn qua một ngăn đi, 200 500 nhét bên, bên để móc ra móc vô cái nó dễ lộn, cái nó gớt. Bánh xèo không giá luôn. Này, ngon chưa các bạn, thơm lắm luôn. Bao qua bao dạ không. Khách luôn, khách luôn, khách luôn. Bình thường, khách tôm. Nè, lốt xin chào cả bà cô chú nước ngoài nước, chào chú về. Chào con, bà cô chú trong nhà nước, chào con nha. Cái này dính gì nè. Kiệt dễ dính lộ quá bà nội. Có ăn dụng không con? Kiệt lo lem. Gắn đèn lên con ơi. Thôi cái đèn bắn. Mưa nữa là trời. Chưa. Gắn không, gắn không. Bà có chưa gắn. Ủa. Không phải dây này. Ủa đâu rồi dây này đâu ta. Cái dây của cái đèn bản hiệu nè. Lấy đi chú về gắn chưa. Trời ơi quái sắp tới rồi các bạn. Bà cho đây. Đưa cái chui á, đưa cái chui vô chú Diện. Ok chưa? Chưa. À. Đúng rồi. Lòn vô đây hả? Nó vô không? À. 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 À đúng rồi. Ok. Bánh xèo đi. Bà nội kia rồi con. Các bạn ơi, hướng bên này thì đỡ hơn. Hai bà nội. Bánh xèo. Xin mời bạn vào bếp. Bạn có lịch hết rồi bạn ơi, bạn nhỏ ơi. Giờ này là 5:40 ông bà cô chú. Giờ cao điểm bà con đi làm về, hy vọng là bánh xèo nhí sẽ rất là đông khách đây. Mời bếp trưởng vào nhận ca, làm việc không lương, chỉ bao cơm, bao ăn, bao ở, bao ngủ, bao nước, bao bị đòn. Bị đòn bỏ qua hả?
Con coi nghe cái mà thấy nó, tôi vừa thấy nó thơm thơm mà đó. Bên xào đi. Trời, chào con hát luôn ạ. À. Lên một, lên một. Lên 3, 4 xô, 5, 6 xô gì cũng được. 5 nghìn. Mấy cái luôn chị ơi. Nội mà đụng con là bà nội thưởng con 5 cây. Bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo. Hai cá tiếng Anh con biết sao rồi. Chào. Bao nhiêu tiền rồi? Bao nhiêu tiền? It is 70 sao, nói lại nghe chú gì nghe coi. 70 ngàn nói sao? Rồi sao nữa? Cái đó mới có 70 à. $70,000 là 70 ngàn Việt Nam đồng. Mới mốt là để mấy em lên của trường chính đi rồi học từ 1 tới 100. Dễ ẹt à, con chỉ cần thuộc đơn giản lắm. Chú gì cũng học nè. Mấy cái con? Có số 12 là chú gì đọc hoài đọc cũng được thôi. Thiệt khó đọc lắm. Cái gì treo, treo gì đó. Số 12 là chú gì không đọc được. À, không biết nó bị ngọng hay sao á. Treo, theo gì đó. Để chú Việt lên Google học lại coi. Rồi, ba khách đang chờ nghe ông bà cô chú. Gửi cho chú chưa? Rồi, rồi, tối nay chú Việt về ngâm cứu coi. Ngâm cứu, nghiên cứu coi. Nè. Ôi da, ngon quá đi. Thiệt là ngon quá đi. Bên xèo đi. Ông mới tối thui cái chuẩn bị mưa, cái ông sáng sáng lại ông đỡ ha. Có gió cái bắt đầu đỡ. Đẩy cục mây chỗ khác rồi. Bánh thịt hả? Bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo đi. Của bà là mấy cái con? 4 bánh. Của chú thì 2 bánh. Tổng cộng là 6 bánh. À chú 1. Cái này là phân nửa, là bên này là đá Ukraine giòn rồi nè các bạn. Còn bên này thì chưa.
chưa? Ôi ôi nè các bạn ơi, ngon lắm luôn. Đúng rồi, cái bánh lấy ra mà có cái dĩa ghê là cái bánh đẹp lắm. Dạ. Bữa nào ông bà con chú mà không thấy ông nội ra là không được ăn chảo. Thành giờ là ba chảo rồi nghe ông bà con chú. Trời. Hút điệu ra chơi. Hút điệu mới làm hai gói mì. Chú gì chào con nghe bà cô chú chào con nghe. Một gói mì nước xúc xích với một gói mì trộn xúc xích. Nhưng mà con ăn luôn rồi. Thì tính cho con chứ làm sao. Sắp xong rồi. Lên ba cái này nữa là đủ rồi. Cho cô 4 cái, chú 1 cái rồi. Bên xèo đi. Chỉ cần có gió chút xíu là đỡ à. Trời không có gió là mưa. Hồi nãy nó tối tối mà bây giờ nó sáng sáng đỡ rồi nè. Bên này cũng vậy luôn. Để ý nhìn từ xa mà có ông bà cô chú nào mà mặc áo mưa đi là hiểu rồi đó. Mà nãy giờ chưa. Hello mèo. Đổ bánh xèo theo ẩm thực mộng ca. Cảm ơn bà. Đã có được con mèo đó chưa? Trời ơi đã quá. Bé Bơ cũng có đeo bông hôm trước của cô gì? Cô Thu tặng bữa nay mới đeo á. Hôm trước đâu có dám đeo sợ nó bứt. Con này nó bứt cho bông nó rớt anh biết. À. Cảm ơn bà, có đeo bông mèo. Trời ơi đã quá. Quá đã luôn. Mới khóc cái gì vậy? Ai cũng mới vậy. Bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo. À cô Trúc Nguyễn. À đúng rồi kêu bằng bà. Mấy em nhỏ kêu bằng bà. Trúc Nguyễn. Mà nó kỳ quá. Tôi mới có cái đeo bông nhỏ nhỏ mà mình lại đòi mượn rồi. Bánh xèo luôn mà cô chú ơi. Hả? Ok la luôn. Lấy la, lấy la. Trâm Anh đang dọn thao mì bên trong các bạn ơi. Mấy cái luôn anh? Hai cái mang về luôn. Dạ 70 ạ. Dạ một cái 35, hai cái 70. Dạ một cái. Ủa kìa bánh tiêu chạy đâu rồi ta?
Lên cho một câu hát ưu. Bánh xèo đây. No chưa con? No chưa? Ok ha. Chưa nữa hả? Ủa chú về thấy con dọn rồi mà. Còn hộp mì xào quá hả? Ăn rồi mà, chú về thấy dọn rồi mà. Ui ngon quá. Bánh xèo đi. Chiên bánh xèo theo ẩm thực Mộng Ca coi. Đúng rồi. Bao qua bao mà. Đúng rồi. Nào Út Điệu hát cái bài đó chú Việt quay coi. Ơi. Hát lại từ đầu, hát lại từ đầu. Cái bài này hay nè. Gì tìm gì nồi canh chua gì đó. Nồi canh chua, nồi cá kho gì đó. Con mới vừa hát đúng rồi đó mà quên rồi. Chị hai cái đồ khúc thao không? Anh xanh luôn. Chiếm hai lúa không? Chú Việt không có thuộc. Nhưng mà chú Việt có nghe cái bài đó rồi. Đúng rồi. Ơi, khách luôn. Dạ, hai cái cho chú luôn con. Hello kẹo bánh teo. Nãy giờ con làm gì trong nhà? Rồi gửi qua chú Việt đi. Bạn vô trong đi. Tối học tốt nha. Nhớ bạn của chương 6 ngày mai chú gì trả lại đó. Kẹt của chương 7 nha. Bánh xèo đi. Lên dầu thêm đi con, hết dầu rồi nè. Rồi khách tới luôn, hai khách luôn kìa ơi.
ba cái cho cô luôn, lấy ra ba luôn con. Bánh xèo đi. Này kìa mang tiền mà ở lộn. Kìa bánh tiêu mang dầu. Tính nói kìa bánh tiêu mang tiêu ra rồi. Khách luôn nè con ơi. Mấy cái luôn chú ơi. Bốn cái mang về luôn, đợi chút xíu nha chú. Hôm nay mình phá lại đi, thường thường có ông nội là đổ mấy đổ năm chảo, bây giờ không có ông nội mình vẫn đổ năm chảo luôn. Không phải mình mở năm chảo lên chứ không phải mình còn đổ năm chảo nha. Để đổ năm chảo cho. Nếu mà đổ năm chảo con phải để cái bàn này xa ra để con đi tới đi lui. Chứ con chồm đâu được đâu. Mình không để chú Việt đổ năm chảo cho. là năm chảo bị đổ. Chứ sao chú Việt đổ được năm chảo, một chảo còn không xong. Giờ nhảy lên tiếp tiếp luôn rồi mẹ. Dạ không. Mẹ mẹ bé không có ở đây, mẹ bé đi xa rồi ông. Mấy bé sống với ông bà nội. Trời ơi, ăn hồi ông bà nội nó bé nó dưới còn dắt. À dạ đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, chú mối. Dạ. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, dạ, trời ơi. Mối từ bên chỗ cũ qua luôn các bạn. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Chính xác luôn, cảm ơn chú luôn. Rồi, cảm ơn hai em nhiều nha. Của ông là 4 cái. Trời ơi tôm nè các bạn, tươi lắm nha. Con nào con lấy cho bả lửa luôn. Sao? Tôm này là tôm gì? Tôm thẻ. Bậy, không phải tôm thẻ. À đúng rồi, tôm thẻ con kia mấy con tôm sú. Loại của chú Việt. Tự nhiên chú Việt mới giới thiệu tôm bự cho bả lửa luôn. Cái lượng con tôm nhỏ nhất đưa lên nè. Có đứa cháu xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Không, nó đều lắm các bạn. Có lâu lâu có mấy con này mới đẻ thôi. Con này nhỏ nè. Còn mấy con này mới bự nè. Hả? Cái nào con? Không sao đâu, không sao đâu. Con đừng có dịnh vô không. Con dịnh vô nó còn méo hơn đó. Bốn cái bao nhiêu tiền? 35 x 4 bằng nhiêu bạn? Dạ lên hồi ngày 1 tháng 4 chú 2 tháng rồi. 2 tháng hơn rồi. À đánh trong lạng ha, có điều đánh trong lạng kìa. Né liền. 35.000 cái là 4 cái bao nhiêu tiền Úc Điệu. Nhưng mà mình nói bánh xèo ra thì Úc Điệu biết, nhưng mà mình nói nhân bản của Trương thì Úc Điệu sẽ không biết. Dạ. Còn 3.000 cái. Ồ. Bên nhà mình gần đây không chú? Gần đây hồi xưa ở Gò Vấp á. Dạ. Đường cho trong nè, cho cây nhà nào. Dạ. Giờ nhà mình chuyển về bên này. Dạ. Dạ. Bánh xèo đó. Lấy rau thường cho ông luôn nha con.
35 x 4 bằng nhiêu? 36. Nhiều. Phải không? Đúng rồi. Giỏi quá. Chú kêu kìa con, bánh kẹt của con. Ốp đèo, chú kêu trà đá rồi con. À kìa cái bên trong. 6 cái đây. 6 cái cho chú luôn. Châm anh vô soạn rau cho chú nha. Bên này chú uống ông 4 cái. Dạ không? Bà nội. Vậy là cô ba. Cô. Thím ba. Vợ của em của ba mấy em nhỏ. Mẹ của mấy em nhỏ này bỏ đi lúc 2 tuổi mà. Tao có đây. Rồi có nghe nó nói dạ. Bà nội không được học hành gì hết trơn. Cho một bịch ớt cay để riêng. Không á, không ăn. Dạ. Hỗ trợ đồng bào, hỗ trợ đồng bào. 20 cái bà nội chạy ra bây giờ. 6 với 4, 10 cái à bà nội ơi. 10 cái thôi. Bên xèo đi. Dạ. Bên xèo, bên xèo, bên xèo. Ông 4 cái, chú 6 cái. Không mưa rồi, mừng quá không có mưa các bạn ơi. Hết mưa rồi. Ngon lành rồi, thoáng mát rồi. Keo dán chuột. Không lấy rau gần nha con, lấy rau thường á. Lấy rau nông thôn cho ông á. Rau gần lá trong gần, phải không? Chú ăn từ thời lâu của bà nội luôn hả? Ba ngàn một cái là bao nhiêu năm rồi ta? Dạ. ông bốn cái chú với sáu cái bánh xèo luôn em ơi. Ông về nhà gì trên này luôn rồi. Đây lâu rồi. Để đây mười mấy năm rồi. Có điều bữa lúc mình đi nghe đây tôi thấy bán ở đây thấy là nhớ bán cái tuổi quen. Dạ đúng rồi, cái này mới thay mấy tháng à. Cái bếp của mình đó. Bán từ thời 3.500 đồng á. Ồ. Là bao nhiêu năm ta? Ồ.
À, mà nào gặp lại khách hàng năm xưa 3.500 một cái. Ba gửi cái. Chưa bánh xèo bán 3.500 là bự vậy luôn hả chú? Nhỏ hơn xíu ha. Dạ. Dạ. Cũng mà 30-40 nè, 30 mấy năm là cũng dữ dằn. Vô tình bà nội gặp lại khách hàng cũ năm xưa hơn 30 năm. Dạ. Có chiều đề, có chiều đề. Lâu lâu nó lọt vô cọng quá. Cái này hỏi chú có tờ khác không, mình đổi đi. Chú có tờ khác không? Được thấy à. Thôi thì ra giao kìa. Bên xèo đi. Còn ở chú sau lưng là 6 cái nữa nha. Bánh xèo luôn chú ơi. Bánh xèo ủng hộ con đi chú ơi. Bánh xèo luôn cô ơi. Hai cái mang về luôn. Đợi chút xíu nha chị. Bánh rau hai bên ngoài luôn kiệt bánh tiêu. Đúng rồi. Hay thiệt. À, mà chú nhớ cũng hay ha. Hơn 30 năm. À dạ. Cảm ơn chú nha chú. Thôi, 30 mấy năm sau chú ghé bánh xèo lên 100.000. đứng ngồi coi Út Điệu á. Hay. Bánh xèo đi. Cô chú là 6 cái bên này, của cô là bên này 2 cái. Giữ chân cái này. Bánh xèo. Cô chú là bên trong mới có 3 cái hả? Cái này thứ 4, thứ 5, thứ 6. Hên quá mà nội có vỏ. Chút xíu nữa là xong rồi. Lên YouTube là bán được đông liền. Dạ. Ông bà cô chú cũng đến ủng hộ, cũng cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều. Do em mua ở đây ngoài mà biết. Dạ. Ông bán nó bán le que. Dạ. Này lớn rồi. Con nhỏ tuổi
13, 10, 11. 11. 10, 11, 13. Em nói với cô nè, cô có lớn tuổi mà em nhỏ mà cô có kêu chạy quá. À. Lịch sự, lịch sự. Một cái nữa là đủ cho chú rồi. Quay qua quay lại là của cô được hai cái luôn. Bên xèo đi. Ôi ơi, khách tới luôn, khách tới luôn. Hai xe bốn khách. Đào bốn mà. À. À chú Việt thấy bốn. Sáu cái bột dày luôn. Bột dày thì nó không giòn phải không cô? Tới công chuyện nè, thử thách nha bà nội, chiên bột dày mà phải giòn, không giòn là không được. Mấy chục năm trong nghề rồi. Ờ thấy chưa, tới công chuyện bà nội rồi. Thôi cô chú 6 bánh ra đủ, tới cô 2 bánh. Xong rồi 6 cái bên trong. Bánh xèo đây. Chào. Kêu huynh đệ. Huynh đệ, huynh đệ kêu vô lấy trà đá bà nội, cái quay qua Úc Đèo kêu tiểu mùa à, vô lấy trà đá cho bà nội đi, thôi huynh đệ vô lấy luôn. Dạ. Dạ. Bánh xèo luôn chú Sơn ơi. Rồi hai khách nữa nè. Khách luôn, khách luôn. Hey, hai khách nữa nè. Khách luôn mấy đứa ơi. Dạ. Thôi hai cái bên lậu nè, bánh xèo luôn cô ơi, bánh xèo, bánh xèo. Quá đã luôn coi, một khách nữa nè. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ dạ cô đợi cho một chiếc xe đi ra ngoài nha cô. Ông nội ơi, ông nội ơi. Rồi thêm hai ba khách luôn, quá đã luôn. Đó. Đông luôn. Quá trời đông luôn. Rồi rồi ơi. Đông vui, đông vui. Náo nhiệt lên. Đúng rồi, đậu đó luôn đi chị. Quá đã luôn. Kẹo bánh tiêu lên chảo luôn. Yeah.
lại để chờ thấu tiền. Thấu tiền cho cô đi con. Sao 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 cần gì đây con làm cho. Rồi để đỡ ra đây đi con. Đến để quay phim ăn mấy kèo à? Dạ. Mình ở đâu lên cô? Mình đi mấy người cô ơi? 6 người luôn. Mời mấy cô vô trong. À bên này 6 người, bên này cũng 6 người. Hai bên 6 người, mỗi bên là khác nhau. Này Kiệt bánh tiêu bắt đầu gặm xương nha. Rồi chạy vô hỏi mấy cô mấy bà. À mấy Hà đi. Hỏi cô order. Phục vụ vô ở đây đi, chị Hai. Cứ đây tới tối mà không mưa là ok đó bà nội. Bảy cái luôn. Con đang nhúng hai lửa lộn hai chảo hả Kiệt? Cái nào lỡ rồi thì ok na, cô thông cảm luôn. Cái nào chưa lỡ thì không bỏ vào. Bốn cái bánh xè bán về, ngồi đợi chút xíu nha chị. Lấy ghế cho bà ngồi bánh cho bà. Chưa có bánh nha chị, đợi chút xíu nha, mới đó mới rau à. Có bánh rồi mới lấy tiền. Hello ông nội. Cái bánh này là không giá nha bà của chú. Rồi bột dày. Tổng cộng là 7 cái. Ok, đi đổi tiền. Bảy cái bột dày luôn các bạn. Còn vậy chuyện hơi lâu xíu.
Cháu bắt lửa chưa con? Ở đâu kiếm được cái lá cây hay vậy? Hên lắm đó, mới được cái lá cây đó. Bánh xèo đi. Mang về chú. Dạ dạ cầm chết bên này giùm con luôn nè chú. Đúng rồi, cầm ra khác giá cho bên này giùm con nha. Tự xử luôn. Hai khách luôn. Bánh xèo luôn, ăn đây mang về chú ơi. Dạ chú đợi xíu nha chú. Cáp đặt cái gì con? Hai bánh xèo. Hai bánh xèo hả? Hai cái hả? Quay đều, quay đều, quay đều. Rồi, ông nội lên lên bếp. Tươi lắm các bạn. To. Rồi đang lấy. Bánh rau cho ráp hai bánh nha con. Cô 4 chú 1. Này hai chảo bắt đầu lên. Ông 1.
Kìa ông nội. Ông nội có giận con thì ông nội nói. Có ứng tiền không anh? Ủa là mình thanh toán tiền hay là bên kia? Không, em chỉ đi giao thôi à, cái này chị Nhi đặt á. Nhi đặt. Là ứng anh đúng không? Ứng tiền anh đúng không? Không có để ứng tiền gì đâu. Cái này sao để trăm? Cái này là giá em bình thường. À, đợi anh đợi xíu nha. Tại cô ba đặt lên trong. Hỏi cô ba coi là khách chuyển khoản phải không? Tại không thấy ứng bên Grab nè. Bên trong là còn một bàn 6 với một bàn 2 với thêm cái bàn hồi nãy 7 bánh là chưa đủ cái gì đó. Khách tới luôn, khách tới luôn. Mấy cái luôn chị ơi. 5 cái bán về. Chị đợi giùm em xíu nha. Chạy 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 lên cặp mé này nè. Tại ở dưới xe không mà. Dạ tầm khoảng chắc 15 phút. Mình có đi đâu không? Chút xíu mình quay lại được không chị? Rồi 5 cái luôn. Rau mấy con? Rau 5 của cô bên này. Của ông là rau 1 nè. Rồi của bà là có rau rồi. Con vô nói ông bà cô chú bên trong nhớ đợi giùm con xíu, bánh đang chiên luôn nha. Ăn đây mang về luôn anh trai ơi. Dạ dạ vô trong giùm em luôn, bên trong còn chỗ. Không kịp luôn các bạn ơi. Đúng rồi, giờ luôn. Chạy chạy vô cho mày. Bánh dày bên trong 7 cái đủ chưa bà nội? Dạ, đủ rồi. Đủ rồi. Đó, bắt đầu giờ cấp tốc làm cho mấy cô ở đây. Bữa nay con có đi cho bà về nè. Rồi, cái nữa là đủ á. Đủ rồi, mừng quá mừng luôn. Mỏi giò luôn. Mỏi giò luôn. Có điện thoại order trước nè. Rồi, cảm ơn chị luôn nha. Rồi, bữa đây cho anh chứ anh. Bữa trưa đi chợ rồi luôn. Đâu có gì, không đâu có gì, giữ mắt.
bánh xèo luôn, khách luôn, khách luôn, khách luôn. Rồi, hai khách nữa. Ba cái hả chị? Ba cái. Năm. Cô bên này trước, cô năm cái trước. Bên trong vẫn chưa đủ bánh luôn các bạn. Bằng này cái thường hả bạn ơi? Úc Điệu ơi, cái nào đang thiếu một cái thường ta. Bên này là mình đủ chưa cô? Ba cái nữa. À đây, cho con gửi một cái nghe. Dạ. À, chào gia đình luôn. Gia đình đi ăn bánh xèo. Chào mấy cô. Sao con? Đâu nãy rồi luôn cho mình không biết. Vậy hả? Vậy. Rồi 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 rồi. Vậy đợi bà nội lên một cái hai cái cho chú đi. Rồi rồi. Sorry. Bà nội dãy bay ở trong, ông nội dãy bay bên ngoài đi. Hai ba ngày chưa lên năm chảo hả? Hôm nay đã lên rồi đấy. Năm, ba, bốn. Ở bên ngoài còn tổng cộng là 12 cái. Rồi, khách luôn, khách luôn. À, chị Hà với Kiệt bánh tiêu bên trong mang rau, lấy rau đồ cho ông bà cô chú. Rồi trà đá này nọ luôn các bạn. Cô cái của cô bên này, đúng rồi con. Để con đứng đưa cô cầm. Để con với chị. Dạ dạ không sao ạ. Bánh xèo đi. Hỏi chị hai coi cái bàn nào thiếu đó nha con. Bàn nào thiếu thì nói chị hai chỉ rằng để đưa cho khách. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh của tụi mình. Rồi bye bye các bạn.